Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, ngoài việc tuyên truyền cấm tụ tập đông người, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên còn tăng cường kiểm tra người tham gia giao thông và ở nơi công cộng không đeo khẩu trang. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định. Cùng với nỗ lực của các cơ quan chức năng, người dân cần tự nâng cao ý thức chấp hành nhằm hạn chế tối đa lây nhiễm dịch COVID-19.